Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Đức Vũ Vlog. Xin chúc cho quý vị và các bạn một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Hôm nay thì Đức Vũ muốn gửi đến quý vị một cái video về cuộc đời của một người nghệ sĩ hài rất là tài năng, và anh cũng đã để lại cho mình rất là nhiều bài học. Đó là nghệ sĩ, mình gọi là cố nghệ sĩ hài Anh Vũ. Thì cuộc đời của anh nó rất là khó khăn, và anh đã vượt qua những cái khó khăn thử thách đó, và nó cũng rất là khó vì anh lại mất ở Mỹ. Thì người mà mình rất là yêu thích, rất là mến, và mình đã làm nhiều cái video liên quan đến anh, cũng không nhiều lắm. Thứ nhất là cái video những bài học mà khi mà anh Vũ mất đi để lại như thế nào. Ví dụ như là một cái bài học về tình bạn giữa anh Lê On Vũ, Andy Thái và cố nghệ sĩ hài Anh Vũ. Mình cũng đã từng làm cái video đó. Thứ hai là những bài học vượt qua cái khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Mặc dù mà mình có gặp những cái trắc trở, thì chúng ta hãy biến những cái trắc trở đó nó thành một cái động lực. Và cuộc đời của anh nó thật sự là nó, đầu tiên mình không biết là cho các bạn trẻ hoặc là quý vị và các bạn những cái bài học như thế nào, nhưng mà mình cũng có những cái bài học rất là sâu sắc từ cái cuộc đời của anh. Từ việc mà thứ nhất là vượt qua những cái khó khăn thử thách từ hồi còn nhỏ, thứ hai là để làm được cái công việc mà mình mơ ước thì mình phải trải qua rất là kiên trì, rất là có nghĩa là vượt qua những cái khó khăn, rất là khó khăn để mình trở thành được một cái người mà nghệ sĩ của công chúng, với một cuộc sống rất là bình dị. Rồi cái khó khăn nữa thứ ba nó là bệnh tật, mình phải vượt qua những cái khó khăn bệnh tật và căn bệnh, bệnh đó là căn bệnh về gọi là thế kỷ các bạn, tại vì căn bệnh ung thư. Thì ở đây mình cũng có người nhà bị bệnh ung thư, cho nên mình hiểu được cái việc mà vượt qua khó khăn đó bằng nghị lực, bằng một cái trái tim nhân hậu như thế nào. Thì hôm nay mình chỉ muốn làm lại cái video nói về cuộc đời của anh, người nghệ sĩ đa tài, và mình rất là mến mộ anh. Xin sắp sửa 100 ngày của anh rồi, cho nên là mình cũng mong cho anh, cái linh hồn của anh, về mình là mình có đạo, cho nên là mình lại cầu chúc linh hồn của anh theo cái bình thường là nhanh được siêu thoát, và anh sẽ phù hộ cho tất cả những người yêu mến anh. Thì đó là cái thứ nhất là mình muốn chia sẻ. Cái thứ hai á, tại vì hồi trước khi mà anh Vũ mất á, thì mình cũng có một cái sự mất mát trong gia đình của mình, đó là thím của mình là vợ của chú cũng mất ở một cái tuổi rất là trẻ, và cũng ra đi một cách rất là đột ngột. Có nghĩa là khi mà thím đi làm về thì tự động mất, có nghĩa là không có bị bệnh gì hết ra nha quý vị. Và nó là ra đi một cách rất là đột ngột, và cách đây 2 ngày thì có nghĩa là chỉ trước cái 100 ngày, và 100 ngày của thím, trước 100 ngày của nghệ sĩ hài Anh Vũ, chỉ do trong vòng 2 đến 3 ngày thôi quý vị. Thì mình cũng đã gọi điện cho chú, đã chia sẻ với chú, nhưng mà quên ở đây thì xin cầu nguyện cho linh hồn Maria nhanh chóng được hưởng như nhan Chúa. Và thực ra thì mình cũng không muốn chia sẻ trên public, nhưng mà tại vì mình ở rất là xa và mình cũng không biết là thể hiện cái tình cảm của mình dành cho chú thím như thế nào, nhưng mà mong chú vượt qua những cái nỗi đau và hãy tiếp tục sống và lo cho các con, các cháu của mình. Xin gửi lời tri ân đến chú rất là nhiều. Cảm ơn chú đã luôn hỏi thăm, đã luôn động viên Đức Vũ. Và bây giờ thì xin mời quý vị các bạn hãy nghe cái câu chuyện cũng như là một số hình ảnh về nghệ sĩ hài, cố nghệ sĩ hài Anh Vũ. Xin chào quý vị ở đây và mong quý vị xem cái video này. Nếu mà quý vị
thấy những cái tình cảm của mình dành cho anh có những cái gì mà chưa đúng, thì mong quý vị nhận được những cái comment của quý vị để mình làm các cái video sau nó tốt hơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, đặc biệt là những người luôn đứng sau ủng hộ cho kênh của Đức Vũ cũng như là kênh của anh Khánh Live in Tennessee. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị các bạn. Mời bây giờ mà quý vị các bạn hãy xem cái câu chuyện mà mình đã từng kể rồi, bây giờ mình sẽ kể lại. Mình nói về cuộc đời của anh cố nghệ sĩ hài, cố nghệ sĩ hài anh Vũ. Ok, xin mời quý vị các bạn hãy xem. Nhân 100 ngày của cố nghệ sĩ hài anh Vũ thì Đức Vũ sẽ chia sẻ lại về cuộc đời của anh. Anh Vũ tên thật là Nguyễn Văn Vũ, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972 và mất ngày 1 tháng 4 năm 2019, là một diễn viên hài, diễn viên kịch và là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng Việt Nam. Thì anh Vũ là một người con thứ năm trong một gia đình nghèo, có 7 anh chị em, ba là công nhân, mẹ bán trái cây thở nhỏ. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, anh Vũ sớm bươn trải kiếm tiền phụ giúp sinh hoạt gia đình. Anh đã từng bươn trải ở các nghề khác nhau, ví dụ như là 19 tuổi thì anh đi bán phụ quán cà phê, 20 tuổi làm uốn tóc, phụ hồ, sơn cửa. Anh Vũ bắt đầu hoạt động văn nghệ khi đứng sơn cửa cho câu lạc bộ Phan Đình Phùng. Anh đã nhìn thấy bảng tuyển diễn viên của sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Sau khi được nhận, anh có một cơ hội để phát triển tốt hơn, để bươn trải, mưu sinh, nuôi sống gia đình. Năm 20 tuổi thì anh Vũ kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ nhanh chóng. Năm 2000, anh Vũ mắc một căn bệnh ung thư đại tràng và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Khi phát hiện ra bệnh, anh đã bắt bệnh đã bắt đầu di căn đến gốc gan. Anh được điều trị thành công trong 5 năm và chia sẻ rằng một người con gái u não và con hạt giấy của cô ấy đã tặng anh, giúp anh vượt qua căn bệnh rất nhiều về mặt tinh thần. Anh Vũ được nhận vai Mami trong phim điện ảnh Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, cũng như đoạt giải ba liên tiếp trong 3 năm gala cười được tổ chức. Anh tự nhận mình là một người có cá tính thẳng thắn, bộc trực và sống thiên về tình cảm. Anh Vũ chia sẻ về cuộc ly hôn. Cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ là do tuổi trẻ bồng bột và do mình không có tình cảm. Tuổi trẻ dễ mắc sai lầm. Sau sự đổ vỡ ấy, tôi rút ra bài học cho mình. Quyết định cho hôn nhân là một quyết định thận trọng. Tôi chỉ kết hôn khi tìm được một người khiến mình thực sự yêu thương, thực sự muốn gắn bó suốt phần đời còn lại. Anh Vũ kể lại, lúc phát hiện bệnh và lúc ấy bác sĩ nói chỉ cần tế bào ung thư di căn đến gan, chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi vẫn nhớ như in những ngày điều trị ở bệnh viện. Tôi thực sự suy sụp khủng hoảng. Tôi nghĩ mình mới 30 tuổi, chết thế này thì trẻ quá. Hơn nữa tôi đang là một người phải gánh vác gia đình. Nếu tôi chết đi, ai lo cho ba má, ai sẽ lo cho kinh tế gia đình? Càng nghĩ tôi càng đau khổ, tuyệt vọng. Khi cận kề cái chết, người ta mới thấy yêu cuộc đời, cuộc sống này tới mức nào. Tôi tâm niệm một câu, hãy luôn mỉm cười, may mắn sẽ đến. Ông trời đóng cánh cửa này sẽ mở ra cánh cửa khác cho mình. 11 năm trôi qua, sức khỏe của tôi đã trở lại bình phục. Bác sĩ nói chỉ qua 5 năm điều trị, các khối u không tái phát, sức khỏe sẽ dần ổn định. Tôi ước mong những ai đã và đang bị bệnh ung thư như tôi, hãy tin vào cuộc sống này khi còn có thể, hãy nỗ lực sống khi còn có thể. Anh nói rằng người ta có câu trời kêu ai nấy dạ, đừng nghe câu nói ấy. Trời kêu đừng dạ vội, còn nước còn tát, chẳng có lý do gì để buông xuôi. Tại sao không níu kéo đến thiết tha sự sống này? Anh Vũ hoạt động trong ba lĩnh vực sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh diễn hài là nhiều nhất. Khi diễn hài, anh thường xuyên đọc thơ và hát những câu hát rất vui nhộn do chính anh tự chế. Đây là phong cách diễn hài rất riêng biệt của anh. Và theo thông tin thì quý vị các bạn cũng đã biết, vào rạng sáng ngày 1 tháng 4 năm 2019 theo giờ Việt Nam, tức là khoảng 31 tháng 3 theo giờ địa phương, thì anh Vũ đột ngột qua đời ở tuổi 47 khi đang có chuyến lưu diễn tại California, Hoa Kỳ. Thì nguyên nhân về cái chết của anh cũng chưa có được thông tin chính xác. Thì ngày 12 tháng 4 thì thi hài của anh Vũ được ca sĩ Lê Anh Vũ đã đưa về Việt Nam. Và thi thể của anh được đưa từ chùa Ấn Quang về an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Đức Vũ vừa tóm tắt cái cuộc đời của cố nghệ sĩ Hài Anh Vũ. Và sau đây thì xin mời quý vị các bạn xem một cái hình ảnh rất là nóng, là hiện tại cái anh Lê Anh Vũ và Andy Thái đã có mặt ở chùa Ấn Quang. Đây là các hình ảnh mà các cái fan hâm mộ đã chụp hình và nhìn thấy thì anh Lê Anh Vũ và Andy Thái rất là dễ thương, rất là hòa thân thiện với mọi người và luôn chụp ảnh với mọi người với nụ cười rất là tươi. Thì quý vị có thể xem các hình ảnh này. Xin cảm ơn bạn Vạn Điều Vui Vẻ với cũng như là Châu Lê TV đã có các cái hình ảnh livestream cho mọi người cùng xem. Thì đây là cái hình ảnh mà anh Lê Anh Vũ và Andy Thái đã đến chùa Ấn Quang nha quý vị các bạn, để làm lễ cho người bạn của mình, đó là cố nghệ sĩ Hài Anh Vũ. Thì sau đây thì Đức Vũ xin trân trọng cảm ơn quý vị các bạn đã luôn ủng hộ cho kênh của Đức Vũ Vlog. Xin cầu mong hai anh luôn thật là nhiều sức khỏe. Xin cầu mong cho linh hồn của nghệ sĩ Hài Anh Vũ nhanh được siêu thoát. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn. Life for sharing.